Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với series mua hàng trên mạng. Và món đồ hôm nay mình sẽ khui học cho các bạn xem đó là một túi chéo nam thời trang Yumi 01 màu đen. Túi này mình mua trên Lazada và cái giá hiện tại mà mình mua chiếc túi này á là 99.000 đồng. Thật sự là rất là rẻ so với cái shop ở ngoài thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Giờ mình sẽ tiến hành mở hộp và xem con cái túi 99.000 thì nó có chất lượng nó như thế nào nhé. À, bề ngoài chiếc túi thì cũng khá giống như trong hình của mình lúc mua. Thì kéo kéo cũng khá là mượt. Và nhìn bề ngoài nó cũng rất là đẹp. Các bạn thấy là những cái đường may nó cũng khá tinh tế. Với cái giá mà 99.000 á thì mình nghĩ là không thể đòi hỏi gì thêm với chiếc túi này. Kích thước túi này cũng khá là nhỏ gọn, chỉ bằng hai bàn tay mình và bề ngang chỉ một bàn tay gửi thôi. Túi này thích hợp các bạn đi gần gần, các bạn đựng những cái thứ lặt vặt nhỏ nhỏ thì các bạn đựng như đây. Bên trong thì có một cái túi, hai cái túi nhỏ. Trong cái loại vải này như là dễ dù chống nước á. Rất gọn, 99k thì quá đẹp. Mình không biết là có xài bền hay không thôi. Mà với cái giá đó thì mình nghĩ là khá là hợp lý. Và các bạn nào có quan tâm đến chiếc túi này á thì mình có để link ở bên dưới phần video mô tả, các bạn có thể bấm vào đó và các bạn mua trực tiếp lên Lazada ha. Giá nó có thể thay đổi theo từng thời gian và hiện tại chiếc túi này là ở cái video này ở thời điểm này thì là 99k. Nếu các bạn chọn giao tiết kiệm thì nó sẽ free ship, còn các bạn nào muốn giao nhanh thì nó cộng thêm tiền ship mấy chục cái đó, hai ba chục hay mười mấy ngàn gì đó. Xin chào ha. Nếu cái video này hữu ích thì hãy like và share như đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video tiếp theo. Bye. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.